chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa ngày 1 tháng 11 của kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sáng sớm nay thì bão Grossa đã vượt qua đảo Luzon, Philippines và đi vào khu vực phía đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 ở trên Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông và cách khu vực quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 và giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Và đến 7 giờ ngày 2 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông và cách khu vực quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 và giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây với tốc độ khoảng từ 10 đến 15 km/h. Và đến 7 giờ ngày 3 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 112,4 độ Kinh Đông và ở cách khu vực quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất là đạt cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7 và sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Quay trở vào đất liền ở khu vực Bắc Bộ, trong ngày hôm nay thì vùng hội tụ gió ở trên cao đã suy yếu và mưa chỉ còn xảy ra không nhiều ở các tỉnh khu vực vùng núi. Các khu vực còn lại thì trời không mưa và phổ biến là nhiều mây và nhiệt độ cao nhất trưa nay ở trên toàn khu vực ở ngưỡng là từ 26 cho đến 28 độ. Trong 3 ngày tới, thời tiết khu vực không có nhiều biến chuyển và đêm và sáng trời duy trì nhiều mây, có sương mù ở các tỉnh, khu vực, vùng núi và ở khu vực ven biển hoặc là các vùng sông hồ lớn. Vì vậy mà khi lưu thông trong thời điểm này, quý vị nên lưu ý điều khiển xe với tốc độ vừa phải, quan sát cẩn thận, cảnh giác với những góc ngoặt che khuất tầm nhìn để lộ trình được an toàn. Đến trưa chiều thì trời lại hửng nắng và nền nhiệt độ thì tăng dần, phổ biến ở trong khoảng là từ 27 đến 29 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, lưu thông cũng như những sinh hoạt thường nhật của người dân. Và đến với khu vực Trung Bộ, thời tiết nắng ráo sẽ chỉ duy trì trong 2 ngày tới. Và cho tới ngày 4 tháng 11 thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông ở trên toàn bộ khu vực. Mưa tập trung nhiều ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ nên nhiệt độ vì vậy mà có xu hướng là cũng giảm đi. Lùi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới sẽ không còn xuất hiện những cơn mưa dông bất chợt. Thời tiết trở nên khô và số giờ nắng trong ngày khá cao. Nhiệt độ duy trì ở ngưỡng là từ 28 đến 30 độ ở tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ thì duy trì kiểu thời tiết là có sương mù và mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng sớm. Ban ngày thì trời khá nắng ráo và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất ban trưa phổ biến ở mức từ 27 cho đến 29 độ. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong 3 ngày tới thì sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ phổ biến là từ 27 đến 29 độ. Còn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 2 ngày tới thì có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng và nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ 28 đến 30 độ. Còn sang tới ngày 4 tháng 11, trời chuyển nhiều mây, có mưa và tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam, nên nhiệt độ thì có xu hướng là giảm đi khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 2 ngày tới thì nhiều mây vào đêm và sáng, mưa xuất hiện rải rác tại các tỉnh phía Bắc khu vực vào sáng sớm. Và đến trưa chiều thì trời nắng và nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng là từ 30 đến 32 độ. Còn sang tới ngày 4 thì mưa tăng hơn về diện và lượng, tập trung nhiều ở các tỉnh phía Bắc và nền nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 29 cho đến ngưỡng 31 độ. Ở khu vực Tây Nguyên, trạng thái thời tiết chủ đạo tại khu vực trong 3 ngày tới là ngày nắng và nhiệt độ ổn định ở trong khoảng là từ 28 cho đến 30 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới, mưa chỉ còn tập trung tại các tỉnh ở khu vực ven biển của Nam Bộ vào chiều tối. Ban ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất ban trưa phổ biến là từ 31 đến 33 độ. Ở tại khu vực Hà Nội, trong 3 ngày tới thì duy trì ngày nắng và nhiệt độ thay đổi thì không thay đổi nhiều, cao nhất trong ngày thì không vượt quá ngưỡng là 29 độ.
Ở trên biển thì do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới có mưa rào và dông mạnh kèm theo gió xoáy tăng dần về cường độ và tàu thuyền cần hết sức lưu ý là không lưu thông ở trên vùng biển này. Trong khi đó thì ở tại khu vực giữa và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa trong những ngày tới phổ biến là ít mưa với trường gió đông bắc có cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.